2018, Bộ Công an hoàn tất xây dựng dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật an ninh mạng. Khoảng ngày 10 tháng 10, ai đó đã scan một bản sao của dự thảo này, đăng lên Google Drive và phát tán trên Internet. Nhân đó, trong khoảng tuần trước, nhiều cá nhân chống đối đã đồng loạt phản đối các điều khoản trong nghị định mà họ cho là quá ngặt nghèo. Cùng lúc đó, nhóm HeyGen, tổ chức đã phát động các đợt ký kết tên phản đối luật an ninh mạng từ hồi mùa hè, cũng tiếp tục phát động một chiến dịch ký tên, viết bài, quay clip để phản đối dự thảo nghị định trong vòng 20 ngày còn lại của tháng 10, trước khi nó được trình chính phủ để xét thông qua. Sang tuần này, phong trào phản đối luật an ninh mạng được mở rộng cả về mặt lý luận lẫn hoạt động thực tiễn. Về mặt lý luận, phong trào này đang được dẫn dắt bởi bài viết mà tiến sĩ Dương Ngọc Thái, là trưởng nhóm an toàn thông tin và mật mã của Google, đăng trên blog cá nhân vào ngày 13 tháng 10 năm 2018. Trong bài này, Thái viết rằng dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật an ninh mạng sẽ khiến Việt Nam bị thiệt hại nặng về kinh tế, công nghệ và bị lệ thuộc vào Trung Quốc vì ba lý do. Thứ nhất, Thái cho rằng việc bắt buộc lưu trữ ở Việt Nam sẽ không mang lại lợi ích gì. Để an toàn, dữ liệu của các công ty cung cấp dịch vụ Internet luôn được lưu trữ trên máy chủ ở dạng mã hóa. Trong khi đó, một số luật như Mỹ, đạo luật đám mây và đạo luật riêng tư trong liên lạc điện tử lại quy định rằng các công ty Mỹ không được cung cấp hóa giải mã dữ liệu cho bất cứ chính phủ nào khác, trừ phi được Nhà Trắng hoặc Bộ Tư pháp phê duyệt. Vì vậy, để khai thác số dữ liệu được lưu ở máy chủ đặt tại Việt Nam, chính phủ Việt Nam phải đàm phán với chính phủ Mỹ hoặc lách luật bằng cách mà Apple từng làm ở Trung Quốc là nhường lại dữ liệu cho một công ty bản địa. Tuy nhiên, Thảo cho rằng vì chính phủ Việt Nam không có đủ nguồn lực để thực hiện cả hai phương án trên, việc bắt buộc lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam sẽ không có tác dụng. Thứ hai, Thái cho rằng luật an ninh mạng khiến các công ty cung cấp dịch vụ Internet buộc phải chọn một trong hai phương án là cấm người dùng từ Việt Nam hoặc thuê máy chủ của các công ty như FPT, Viettel hay VNPT. Việc này vừa làm tăng chi phí, vừa tạo ra các rủi ro về mặt an ninh vì cổ phiếu của các công ty nước ngoài sẽ bị mất giá nghiêm trọng nếu dữ liệu của họ bị các máy chủ Việt Nam hoặc Bộ Công an làm lộ. Rủi ro về mặt an ninh càng lớn hơn vì theo khoảng 6 điều 58 của dự thảo nghị định thì Bộ Công an sẽ lưu trữ dữ liệu mà các công ty cung cấp ở một kho chung. Thái cho rằng quy định này sẽ khiến toàn bộ dữ liệu của người Việt Nam được lưu ở một chỗ duy nhất, tạo thành một mục tiêu béo bở cho giới tội phạm mạng và lực lượng tình báo mạng của các quốc gia. Thay vì được lưu trữ một cách phân tán bằng dịch vụ cloud computing của những công ty nước ngoài có kinh nghiệm bảo mật. Thứ ba, Thái cho rằng vì luật an ninh mạng buộc các công ty như Facebook và Google phải chịu chi phí tài chính và rủi ro an ninh quá lớn, họ sẽ lần lượt rút khỏi Việt Nam. Điều này sẽ khiến các công ty tương tự của Trung Quốc tràn vào Việt Nam, làm không gian mạng Việt Nam bị lệ thuộc vào Trung Quốc. Bài viết của Dương Ngọc Thái có một số chi tiết sai thực tế. Chẳng hạn, trong thực tế, Bộ Công an chỉ tiếp nhận và lưu trữ những thông tin phục vụ điều tra tội phạm, cùng phần dữ liệu của những công ty cung cấp dịch vụ Internet ngừng hoạt động, chứ không lưu trữ toàn bộ dữ liệu của người Việt Nam. Bài viết cũng không giúp chính phủ hình dung cách Facebook và Google phản ứng với luật an ninh mạng, vì chính phủ có thể trực tiếp đối thoại với Facebook và Google ngay trong quá trình làm luật. Ngoài ra, vì Dương Ngọc Thái là một nhân viên của Google, một công ty chịu ảnh hưởng từ luật an ninh mạng, những điều ông viết có thể thiếu khách quan. Sau ngày 13 tháng 10, giới chống đối đồng loạt đăng bài viết của Dương Ngọc Thái, đồng thời viết những bài có quan điểm tương tự. Chẳng hạn, ngày 15 tháng 10, một chuyên gia giấu tên đã nhờ Trương Huy Sang đăng một bài lặp lại y hệt các luận điểm của Thái. Ngày 16 tháng 10, Phạm Đoan Trang viết rằng luật an ninh mạng là một đạo luật bán nước, dân chủ quyền cho Tàu vì nó mở đường cho Tàu cộng vào chiếm cứ không gian mạng ở Việt Nam. Vì vậy, Trang viết rằng những người yêu nước có nghĩa vụ không chấp hành luật an ninh mạng. Ngoài ra, trong tuần qua, Trần Vũ Hải viết rằng việc rút gọn thủ tục ban hành nghị định an ninh mạng để nghị định được thông qua sau 20 ngày thay vì 60 ngày tham khảo ý kiến dư luận là trái với điều 146 của luật ban hành văn bản pháp luật năm 2015. Trong khi đó, Trịnh Hữu Long phản đối điều 58, khoảng 5 của dự thảo nghị định. Theo đó, Cục An ninh mạng của Bộ Công an sẽ tiếp nhận dữ liệu của doanh nghiệp khi doanh nghiệp kết thúc hoạt động hoặc kết thúc thời gian lưu trữ dữ liệu. Về mặt thực tiễn, nhóm HeyGen đã tiếp tục tổ chức 3 hoạt động phản đối luật an ninh mạng. Một là lên danh sách những người bị Facebook xóa bài viết hoặc khóa tài khoản để truyền nó đến Facebook. Hai là truyền đạt các phương pháp bảo mật để đối phó với luật an ninh mạng mà Nguyễn Vi Yên của nhóm này đã được học trong một khóa học dài một tuần ở Stockholm, Thụy Điển. Ba là ký kiến nghị đòi Quốc hội hoãn thi hành luật an ninh mạng trước khi Quốc hội họp vào ngày 22 tháng 10.
Ngoài ra, vào ngày 17 tháng 10, nhóm Lão Ma Chư An của Nguyễn Văn A cũng ra bản tuyên bố thứ hai về luật an ninh mạng. Vậy, luật an ninh mạng có khiến Facebook và Google rời khỏi Việt Nam, làm không gian mạng Việt Nam rơi vào tay các công ty Trung Quốc như Dương Ngọc Thái đang dự đoán hay không? Không, vì hai lẽ. Thứ nhất, nếu Facebook và Google chuyển giao dữ liệu của người dùng Việt Nam cho một công ty ở Việt Nam theo cách Apple đã làm ở Trung Quốc, thì họ có thể tuân thủ cả luật Mỹ lẫn luật an ninh mạng. Thứ hai, hầu hết các dữ kiện thực tế cho thấy Facebook và Google sẵn sàng tuân thủ luật an ninh mạng để tiếp tục kinh doanh ở Việt Nam, bất chấp các kinh phí và rủi ro mà luật này mang lại cho họ. Chẳng hạn trong thời gian gần đây, giới chống cộng liên tục phàn nàn rằng họ đang bị Facebook gỡ bài, chặn tài khoản theo nghị định đề nghị của nhà nước Việt Nam. Như vậy, dường như Dương Ngọc Thái đã bị ra một vấn đề không có thật để định hướng dư luận. Trong quá trình soạn thảo và thu thập ý kiến về luật an ninh mạng, nhà nước Việt Nam chắc chắn đã lắng nghe quan điểm của các công ty như Facebook và Google. Vì bà Lê Diệp Kiều Trang, giám đốc Facebook Việt Nam, vốn là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có thể nhà nước Việt Nam hiểu cách phản ứng của Facebook và Google hơn ông Thái. Như vậy, bài viết của Dương Ngọc Thái không có tác dụng cổ vấn cho nhà nước, nó chỉ cung cấp thêm lập luận cho các nhóm phản đối luật an ninh mạng của Việt Nam. Không loại trừ khả năng Thái làm vậy để định hướng dư luận giúp Google, một công ty chịu ảnh hưởng từ luật an ninh mạng. Ngoài ra, bài viết của Dương Ngọc Thái bao hàm một số chi tiết mà giới chống cộng không muốn nêu ra. Đó là theo luật Mỹ, thì chính phủ Mỹ và các nước đồng minh hoàn toàn có quyền đọc, khai thác dữ liệu của người dùng Facebook, Google, Microsoft, Skype trên toàn thế giới. Trong thực tế, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, NSA, đã và đang khai thác số dữ liệu này như tiết lộ của cựu nhân viên Edward Snowden. Vì sao giới chống cộng phản đối luật an ninh mạng Việt Nam mà không lên tiếng khi Mỹ vi phạm quyền riêng tư của người dùng Internet trên toàn thế giới?